Chào cả nhà nhá. Hôm nay nhà mình đánh được con cá rất là to cả nhà. Phải hơn 3 cân này. Bây giờ mình sẽ chế biến nhá cả nhà nhá. À, đi vào lấy cho bố cái con dao ra đây. Ui xưa, to vật vã luôn. Ừ. Không cửa đâu, cứ mua về đấy. Trước tiên mình sẽ cạo hết cái vảy của nó đi cả nhà nhé. Con cá muốn ngon ấy thì mình cạo vảy rồi mình rửa sạch nó đi. Sau đó mình mổ, không được rửa lại nước nữa. Bởi vì trong cái con thân của con cá này nó có cái máu với lại cái máu của nó thì nó mới ngon. Còn khi mình mà rửa sạch sẽ cả bên trong đi thì nó không còn ngon đâu. Tắt nước đi bố. Kệ nó. Đi về lấy cái chậu con, cái chậu bé mang ra rửa sạch đi. Cái chậu để cái gì vậy? Cái chậu để nó đóng dày kìa. Có mỏng phun không thấy vậy? Đầy nước rồi. Này mình câu được cả nhà nhé, rất là to, tầm 3-4 cân, mình không cân đâu. Ừ, để đấy. Mai. Ôi trời. Không vấn đề gì cả. Lấy cái rau này nấu. Thưa nhà ơi. Mỗi ruột của nó. Phần này tuyệt đối mình không rửa lại nước nữa nhé cả nhà nhé. Bây giờ mình sẽ cắt khúc đây.
con dao to này. Có thể lấy ra thêm cái gì ra để được, không cần phải lấy thêm bất cứ một cái gì cả. Thế rồi cái nhặt cái miếng kia ra trước. Dùng con dao này xong phần này. Bây giờ mình sẽ xử lý nốt cái bốn lòng của nó. Đây con cá đặc biệt nó có cái mật rất là đắng các bạn này, nhất là cá chấm. Thì mình phải bỏ cái mật của nó đi. Mật của nó rất to này các bạn. Còn cá chấm này trong các loại cá là cá chấm này là nó có cái mật là độc nhất, cho nên là khi mình làm chế biến cái con cá này mình phải loại bỏ cái mật này đi. Tuy nhiên thì một số người họ vẫn mạo hiểm, họ mang cái mật này về để ngâm rượu để uống, pha với rượu uống, nhưng mà mình không bao giờ mình uống cái mật này. Tiếp tục mình sẽ kiểm tra xem lòng của nó. Như con này là lòng của nó hoàn toàn sạch sẽ nhé các bạn nhé. Cho nên là mình đừng có bỏ cái lòng này đi phí, chồng con mất nhờ, mà làm cái bộ lòng này đi, mà bỏ cái bộ lòng này đi là phí, là chồng con mất nhờ đấy. Bây giờ để mà dễ ăn thì mình thái khúc như thế này, thái khúc ngắn ngắn ra đây. Khánh ơi, lấy cho bố một cái bát loa. Hoàn toàn sạch sẽ nhé các bạn nhé, trong lòng của nó không có một cái gì cả, rất chi là ngon luôn. Wow, chúc cả nhà buổi tối ngon miệng nha, chào tất cả bạn.